Bạn sẽ Đâu nghe giờ nha, tìm danh ờ thế nha. nào Đầu tiên là VTV 7 nè, Leader ui ui, lâu nhưng bạn ạ. nào có người yêu thì nhưng bạn nào có người yêu thì anh không review nhá, Ừ, anh phải xem nhá, VTV coi review cho. VTV 3 Tôi chả chưa trải sự đời. Không có màu gì cơ. Nó tẩy. Nó VTV tẩy xong rồi. Nghĩa Nó tẩy xong rồi. Úp ở cái màu này. Cho màu kia vào cái đấy. VTV Nó mất màu. nhím, ôi xinh ha. Mai. Mai mua anh tẩy đen. Trụ cột của VTV KD Nghe 5.06, sức nó thương nói trung anh bình thấy là anh tạo hôn thế này. 746. Này có phải nữ anh Tạo nè, hôn có đi. phải nam không vậy, Ừ. có phải nữ không vậy trời, hay là nam vậy trời? Mai mua Niêm lại nha. niêm Cái đầu vàng của tao này. nam hay nữ vậy trời? Các bạn bữa Nhưng sau vô kiểm tra nam mà nữ rồi, kiểm tra giới tính rồi. VTV mai tẩy 9 mai tẩy được sao hay là đợi phải mấy cũng ngày nữa. xin nốt luôn. À, bây giờ mình mở nhạc chứ nhờ, quên mở nhạc. Sợ là hỏng ra đầu ấy. Hỏng ra đầu ấy. Em muốn không muốn bạn đã Đã bỏ đã chứ. đã đã. Ôi này mi này chị anh ơi, mi 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 đâu ấy. Mi nào? Mi Mi nào? chị mi Mi nào? đây đây số 15 này mi lào nữa còn mi lào nữa Mi cái sổ nào? xinh quá chị phải xinh Grammarly, quá you can find review đi ai biết mi nào? review đi review đi anh Tao coi thử coi mày lộn còn bên đây với cà rốt này. vậy. À, VTV Sara. Ờ đúng mi rồi. Đúng mi đâu Đúng không? Đúng không? Có kết bạn chưa nhờ? Có kết thì bạn chờ chưa? Chưa chưa, nick mi khác. là ai nữa. Không phải mi Ôi ôi sao đâu. em chưa kết bạn. Không phải mi đâu. Càng đúng muốn không phải mi Không à, mi nữa, muốn không phải đâu, mày mi nhầm rồi. rồi. Em nhầm em xin lỗi mọi người nha, em nhầm VTV Otsuka. VTV Set. Đấy, siêu sinh luôn. VTV 12. VTV Nam Đen. Ôi, kinh khủng không? VTV đây là VA. Ừ, xinh lắm luôn. VTVT. Ôi, cô bé này theo kiểu loli vậy nhờ. Kiểu con nít nhờ, nhìn kiểu ngây thơ nhờ. Gì em? Anh Vinh review cái bạn, anh Vinh review cái bạn mà gần bạn tiên số 15 đi. Cạnh cạnh bạn 15 ở BCL, cái Tiên số lồng 15 què anh đéo. Vinh. VTV Bảo. Cho em xin slot cho VTV anh ơi. Mày sẽ hỏi VTV chứ sao hỏi anh. Tôi cũng vào đây cũng phải là xin đấy. VTV Nghĩa. Đó. VTV Huy. VTV một crush 4. À. VTV Việt, người yêu của VA. Ồ. Anh Ơi. chỗ này có VTV6 không nhỉ? VTV6 lùi. À đây được. VTV Thái nè. Có VTV6 nha mọi người nha. VTV Chú ý Quýt hết VTV nè. sáu. Ồ. Nguyễn Phương Uyên, team 2. Team 2 à? Đây à? Hai là mưa. VTV Mưa à? Bước ba. Ồ, xin Đây bước nhờ. ba. Xin nhờ. Đâu. Nó chỉ có ảnh đâu chính. Đó, mày bấm vô là có ảnh Ui, á. Mày sao biết được. bấm vô mà có Ủa. ảnh. VTV Crit. Ồ. Ui anh ơi, hình như trên vai bạn ấy hình như khắc tên em sao ấy. Cái đấy Lê Thanh Bình kìa. Đâu, Nguyễn Hữu Nhân Hòa Ui. mà. Má mày nhìn đâu ra Lê Thanh Bình vậy, Nguyễn Hữu Sao tôi lên Nhân thành phần? Hòa. Ở dưới còn có yêu anh dù sóng gió gì cũng vượt qua đấy. VTV Sara. Ok. Nhìn giống mi của Vinh quá à. VTV Đụt. Của ai bỏ qua anh của em chứ của anh à? Của anh. Của Win của Của em. anh. Đâu. Của anh hỏi chị xem là của VTV ai. Nắm nè.
Ôi, nắm nắm khắc tên mày kìa BCL. Khắc tên em rồi. Ui, má. Lắm con nút rùa đẹp nhá. Nút rùa đẹp. Tìm bài solo duo gì cách dù gì cũng có tiếng nói xin nhẹ cái là được mà. Ừ, vậy để ta xin cho. Vô đó làm chân BD nha mày. Đi thêm giải BMWL tí có mà vui vậy. Nãy giờ anh cũng có xem mà top bot mới top 8. VTV đểu phúc tẻ cho lộn. Đã ngầu lắm luôn. Phúc đểu à. Ôi được tặng máy bay kinh không? Ôi được tặng máy bay luôn á kinh chứ. Ôi. Ai tặng máy bay anh ấy nhờ. Cao thủ VTV5 tặng máy bay cho kinh nhỏ. Kinh nhỏ. Của anh Vũ Hồi Quyên của anh. ai có anh chị đâu, em Nguyễn Hữu Nhân Hòa. Thôi tao không làm chị em với mày đâu thằng khốn nạn. VTV Khang này. Đấy, anh em đa số là 3 chấm nhờ. VTV Ken đấy 3.88. VTV M416 người yêu của B. Đây là B. B có hình đại diện một cô gái Cần Thơ. VTV Crot à cà rốt không phải rốt thôi à, cũng mà lèm luôn. Mà lèm á, mà lèm lắm. Mà lèm luôn. Ủa nãy anh bảo cô kia của anh nhiều đâu? À Sara đây. Đấy. Của em á. Giống của Quỳnh ghê. À đây Moon này. Khắc này không phải của anh mà khắc tên anh thôi. Còn Sara là của anh này, Sara mới là của anh này. Là của em. Anh nhận vơ nhở? Anh nói từ lấy giờ. VTV 10 này. VTV 10 nay không để ngực nữa ta. Ôi tự ngực gì? Không. Ngực. Ai nói ngực đấy? Hoa thì hồng. Tao nhắc ngực hoa đấy hồng. Thì sao? Bông hoa hồng lở giữa đồi. Mở nhạc to lên em ơi, nghe đã quá. Quẩy lên, vô. Gái VTV toàn gái xinh thôi anh. Đúng rồi, nhìn vào lèm lắm. Bye nhó. Bye Quyên nhó. Hẹn gặp lại Quyên nhó. Chí Tôn Phát ai đâu? Dũng Henry đâu? Chí Tôn Phát đâu? Mà mình vẫn ấn tượng với Niêm này, Niêm xinh nhờ. Nhìn dễ thương nhờ. VTV Niêm kìa, ừ thấy rồi. Nó nhỏ thôi. V10 có chủ rồi. Ủa? Mình khen thôi chứ mình có làm gì đâu. VTV YouTube nè. VTV BCL anh ơi. Niêm người yêu VTV 6 hả? VTV 6 đâu? À chúc mừng hai bạn nha. Mà sao VTV 6 KD 3.75 mà VTV Niêm lại 5.06. Ông VTV 6 phải KD cao hơn nữ chứ sao lại thấp hơn nữ vậy? Đâu ông ấy kỹ năng. Ông kỹ năng cao anh hôm trước xem là biết rồi. Nhấp nhẽ là khá tốt luôn. Nhấp nhẽ là tha tốt đến từ vị trí của VTV 6. Sấy vào bằng nòng súng K98. Về sẹt chưa có ai. Về sẹt còn trẻ mà. Về sẹt lo đi học thôi. Yêu gì. Yo nhạc hay quá anh em ơi. Về sẹt của em à. Chơi gai à. VTV tổn đi anh. Không có ở đây rồi. Henry cạnh V9 hả? Henry cạnh V9 đâu? Henry đâu? Hey yo. Chào mừng anh em đến với kênh channel Queen Gaming nha. Anh em đang xem cấp tâm của VTV Clan VTV. Anh em đi ngang qua nhớ để lại một
anh em đi nghe nhé, để lại một like cũng như một share cho mình nha. Cảm ơn anh em nhiều. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các anh em, ôi trời ơi, đó là Cutter BCL cùng với Cutter Queen Gaming. Yo. Hello chúc các anh em, trận đấu đã bắt đầu rồi. Hello anh nhớ, hello Mẫn nha em. Coi Henry làm gì, tìm không Henry không ra thôi, bỏ bỏ mẹ luôn. Và chúng tôi xin quay trở lại trận đấu của chúng ta. Tất cả đều là các thành viên của VTV. Trận đấu gồm có 38 thành viên. Map San Hook. Anh BCL dường như đang bị Map San Hook Hook. BCL à, anh đang bị rất là lag anh BCL à. Thôi rất là... Ôi, chết rồi. Mạng tôi bị lag rồi. Để tôi... Không sao. Đâu là server setting nữa rồi. Đang ở server Hồng Kông rồi, đổi qua server Nhật Bản nữa rồi. Rồi, chúng ta đã nhìn thấy máy bay rồi. Chúng ta cùng xem cái đường bay này sẽ đi về đâu nào anh Quynh ơi. Đường bay đi từ... khu vực Khao. Bay qua khu vực Tận Mốc, đi Sot, bay qua Quarry và cuối cùng là Cam Chali. Một đường bay rất là đẹp cho anh em có thể bay tất cả mọi nơi trên bản đồ cũng như là không động độ tranh giành nhau. Tuy nhiên là tôi tin chắc là tất cả thành viên, rất nhiều thành viên của VTV sẽ nhảy xuống khu vực bút cam mà thôi. Đúng là như vậy. Vâng, chúng ta cùng hướng như cam đến với vị trí của VTV 7. Một cô gái leader của VTV. Team 3 đẹp đôi không? Ôi Sarah team 3 à. Chúng ta cùng nhìn về khu vực team số 17. Đó là VTV Phúc Đéo và VTV Tể. Hai tay to của VTV. Tuy nhiên Tể đang bị bắn bởi nòng súng lục của ai đó. Và Tể đang phải thoát khỏi khu vực nhà Y để kiếm cho mình một trang bị, đó là một khẩu súng. Cần một khẩu súng xoáy. Súng xoáy để bảo vệ bản thân cũng giống như là cách ly cái mạng của VTV Nam Đen. Dường như là người vừa rồi bắn vào Tể đó là Nam Đen. Nam Đen đang cầm trên khẩu, đây khẩu súng lục, đó chắc là khẩu B92. Và Nam Đen cầm khẩu súng lục vào săn Phúc Đẻo luôn. À, dường như là tôi đã biết được trận đấu này. Trận đấu này là một trận đấu chỉ được bắn súng lục thôi thì phải. Anh BCL ạ, anh BCL nhận ra chưa? Tôi đã nhận ra khi tôi đã nhìn thấy một thành viên của team số 17 cầm lục bắn rồi. Putcam chúng ta có sự góp mặt của 3 team ở đây. Đó là team số 12, bao gồm hai thành viên VTV Quick và VTV Grid. Phúc Đẻo và Nam Đen đang rình mò nhau ở khu vực hai kho. Và đây là Phúc Đẻo. Có vẻ như thế Nam Đen của chúng ta đã bị yếu, anh ta phải lần đi mà thôi. Nam Đen còn cho tới 60% máu lần anh BCL ạ. Phúc Đẻo thì đang có 90% máu. Phúc Đẻo đang có trên mình đó là mũ 3 giúp 2, 3 foot S cũng như cây khẩu B92. Một trang bị rất là giàu luôn. Và các thành viên của VTV team số 17 đang họp mặt lại nhau và bắn bằng khẩu khẩu gì vậy? Đùng đùng là khẩu gì vậy? Là khẩu lục. À quên, khẩu khẩu shotgun. Tôi gọi đấy là khẩu lục shotgun. Lục gan. Khẩu này trong cái vòng đấu vừa rồi ở cái map mà TDM vừa rồi tôi có chơi thì khẩu này thực sự là rất là khó bắn anh em BCL ạ. Không phải khó bắn. Đó là yếu, và trong khi đó là Béo đã bị knock bởi ai đó rồi. Và VTVT đã đấm luôn Ozawa knock rồi anh em ạ. Không biết ở đâu. Chết luôn. Tôi có vẻ là chết luôn rồi. Chưa, tôi chưa thấy. Cú đấm của mình. Confirm đó hả BCL. Tôi không tin vào mắt mình nè. Như vậy thì tôi là nghĩ như vậy rồi. Anh xem lại đi. Có
đúng hay không? Và đang tình huống bắn nhau ở VTV Bap và VTVT. Không, không phải anh ạ. Đang đấm nhau ở đây. VT và VTV 7 đang đấm nhau ở đây. Cứu nhau à? Bắt đầu cứu nhau rồi. Lại fair play quá. À, tôi đã biết tại sao rồi. Cứu để cho công bằng, anh hiểu không? Trong tình huống này, VTV 7 và VTVT chỉ còn lại cho mình một chấm máu mà thôi. Cũng như đối thủ của mình thì cũng y chang vậy. Và VTVT và VTV Bảo thì đã rời khỏi khu vực Cam rồi. Cam Charlie. Trong khi đó thì tôi đang thấy VTV 9 và VTV Henry đang ở khu vực Sammy. VTV Nam Đen đã có mạng của Chris rồi. Nam Đen đã không... đã chuyển tầm ngắm của mình vào vị trí của Chris rồi. Và Chris đã bị confirm đã. Tuy nhiên confirm luôn, Chris. Một tình huống bắn rất là tốt đến từ vị trí của VTV Nam Đen. Đúng là làm đen. Nam Đen tay khá là to. Tuy nhiên là nhân cơ hội Nam Đen đang yếu máu thì Vút Đểu cũng như Tể đang đẩy vào vị trí của Nam Đen và cố bắt chết vị trí của Nam Đen ở đây. Và VTV VA đã bị bắn nóc bởi Phúc Đẻo rồi. Và team số 7 team 7 của chúng ta đã bị clear. Clear hoàn toàn rồi. Khu vực bot cam chẳng còn ai cả. Và xin chúc mừng team số 17 đã giành chọn khu vực bot cam giàu có ở đây. Và công đến từ VTV Tiểu Tể và Phúc Đẻo rất là tốt. Khu vực boot cam của chúng ta thì đã bị sạch bóng quân thù rồi. Trong khi đó thì tôi đang có tình huống giao nhau giữa VTV Thái và VTV B. Và B đã nóc rồi. Trong... B đang ôm bụng là khá đau. M16 M416 có làm gì được trong pha này để cứu người bạn gái của mình hay không? Thì trước mặt anh ta đang là sự góp mặt của hai thành viên số team số 11, đó là VTV Thái và VTV 86. Thái đang đẩy lên rồi. Và rất khó khăn cho VTV M416. VTV M416 phải bỏ động tác cứu người và phải 1-2 trong tình huống này thôi. Bắn chưa được tốt đến từ vị trí của VTV M416. Bắn tốt đến từ vị trí của VTV M416. Và anh đang heal cho mình lượng máu cần thiết. Trong khi đó là... Và một tình huống 1v2 vô cùng chính xác đó. M416 clear hoàn toàn tìm đối thủ. Xin chúc mừng. Cứu được người bạn gái của mình. Tay rất là to. Rất to luôn. Chúng ta cùng chuyển cam đến vị trí khác đi. Quá nhạt nhẽo. 1v2 đến từ vị trí của M416. Và trong khi đó thì tôi thấy team số 20 và team số 10 sắp đụng độ nhau ở khu vực ngã ba rồi. Đây là VTV YouTube đang ke ở khu vực cầu. Còn team số 10 thì đang chuẩn bị đi cầu. Hai người thì đang ở cạnh nhau. Rốt thôi, không phải cà rốt anh BCL ạ. À quên, rốt. Uầy, rốt xinh lắm anh ạ. Phải không? Rốt rất xinh nhưng không biết là tay cô ta có to hay không. Xinh này được tay bé cầm mới sướng. À, bắn mới sướng anh em BCL ạ. Trong khi đó thì Ken đã lock đi mà còn tẻ rồi bằng một khẩu lục. Và đang đẩy qua cầu đến từ VTV Việt và VT1 1VS4. Và bắn, bị bắn rồi, mất cho mình 50% máu. Đáp trả quyết liệt đến từ vị trí của đồng đội. Tuy nhiên bắn chưa được chính xác đến từ vị trí của VTV Việt. Và Việt đã bị nóc bởi rốt rồi. Một cô gái bắn rất là tốt luôn. Và chỉ còn lại 1V4 thôi. Tuy nhiên là 1V2 trong tình huống này chưa chắc đã được. Chứ nói gì tới 1V4. 1V4 sẽ xử lý như thế nào đây? Nhảy qua nhảy lại đến từ vị trí của 1V4. Bắn nóc cho mình vị trí của YouTube rồi. Tuy nhiên rốt cover rất là tốt. Rất tốt luôn. Trong khi đó đụt thì đang đẩy vào khu vực của VTV Rốt. Và Rốt Rốt đang cứu cho mình đồng đội. Tuấn Tuấn đã bị nóc rồi. Tuấn bị confirm luôn. Người đồng đội của mình là Oscar thì chắc là phải Oscar bỏ thôi. Đang uống nước đến từ vị trí của đội. Oscar chạy rồi, chắc chắn là phải chạy thôi. Tuy nhiên là vẫn bị bắn từ đằng xa đến từ các team đằng sau. Team số 20, đó là team số 20 là Rốt và YouTube. Trong khi đó thì đã có tình huống nóc người ở đâu đó. Và tôi muốn quay tới khu vực Bootcamp. Bootcamp đang có giao tranh ở đây, team 10 số
đó là VTV Moon cũng như là VTV Oscar. VTV 3 đồng đội của VTV 3 đó là VTV Moon, và cạnh đó cũng có Ken và Khang. Rất nhiều team đang tụ họp ở khu vực bot cam này. Đúng là như vậy, là sự góp mặt của team số 2, team số 18. Team số 14 thì đang ở rìa bot cam. Đó là vị trí của Oscar, Oscar đang bơi qua sông để tẻ đai. Tẻ và Phúc Đẻo đã đai rồi anh em ạ. Chúng tôi vừa với Khang xong thì Tể và Phúc Đẻo đã không còn có mặt trên bảng trên bản đồ nữa rồi. Bản đồ rồi. Đã lên bảng đếm số từ rất sớm. Rất tiếc cho hai người anh của chúng tôi. Và chúng ta cùng xem sự giao tranh của team số 18 và team số 2 ở Bootcamp này có diễn ra khốc liệt hay không. Chết rất kỹ đến từ vị trí của Khang. Đã bắn rồi. Một tình huống ke người rất là hớ hên đến từ vị trí của Moon, và Moon sẽ bị confirm sớm thôi. Khi mà Moon làm gì đây trong cái pha này? Có cứu được người đồng đội VTV3 này không? Tôi nghĩ là không thể đâu. Và VTV3 chỉ còn lại một chấm máu. VTV3 cần phải thoát khỏi khu vực này thôi. Bơm máu ngay bây giờ là không phải là một tình huống phù hợp. Tuy nhiên là Moon VTV3 cũng đã có bán này không đây? Anh Quỳnh ạ, em nghĩ là VT3 trong lần này không chạy đâu được con trai ạ. Tobi không tình yêu. Anh ta quá đen khi gặp phải VTV Ken và VTV Khang. Và tôi trong những tay to của clan VTV cả. Một tình huống móc đến từ vị trí của Ken, và VT33 đã nghe được tiếng chân rồi. Zara của chúng ta đã bị M416 lốc rồi. Đang ở đâu đây? Có vẻ như thì đây tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, đó là BB vì chỉ còn là một chấm máu và chưa kịp nhìn thấy team của Sarah thì Sarah đã bị móc nóc rồi và bị gạt giò luôn rồi, kia ly hoàn Sarah toàn rồi. Sarah của em chết rồi. Tình huống clear khá Sarah là nhanh đến từ vị trí của VTV M416 và B. Tổng kill của đội là 4 kill rồi, tay rất to luôn. M416 tôi theo dõi anh ta nhiều cút rồi. Đây là có VTV. Vẻ như đây là một có vẻ như đây là một thành viên bán giải của VTV thì phải. Trong khi đó cút tôi thấy anh ta trong khi đó thì tôi thấy VTV bảo và VTV T sắp đụng độ VTV 9 và Henry rồi. Team số 8 và team số 5 chuẩn bị đụng độ nhau ở khu vực nhà lẻ gần Binance. Tôi xin đề nghị là những anh em nào đã chết thì ra xem livestream của tôi. Đúng là như vậy. Các bạn có ý thức để mà các bạn cho chúng tôi xin một like, một share đi. Để cái cút này của các bạn được ra rộng rãi với lại cả cái gì. Anh BCL rất là nhiệt tình, tuy nhiên là một pha liếu lưỡi mà tôi thấy anh BCL nên ngậm mồm lại. Tôi thấy quê dù anh vâng, BCL ấy. Vâng, chúng ta vừa xem được như một pha cà khịa đến từ vị trí của Win Gaming. Có vẻ như thì anh ta mời tôi vào đây cắt và anh ta không cho tôi nói. Không phải không cho anh nói, anh nói quá cà lắm đi. Tôi thấy quê dù anh thôi. Không, tôi không hề quê chỗ nào, mặt tôi rất dày. Tại vì chúng ta cái cốt này có xuất hiện rất nhiều các bạn gái xinh nên chúng ta ai à, rồi tôi biết rồi. chắc là có rất là nhiều gái xinh đang xem livestream mà anh BCL đang cắt, cho nên là anh BCL đang bị liếu lưỡi anh em ạ. À, để cổ vũ tinh thần của anh BCL, anh em nên để lại cho mình một like cũng như một share nhé. Cảm ơn anh em nhiều. Về trong khi đó VTV 9 đã nóc cho mình được vị trí của VTV Bap rồi. Henry cũng confirm luôn vị trí của Bap rồi. Một tình huống đá chim này đang ở đâu đây? Và clear là nhanh chóng đến từ vị trí của team số 5. Team số 9 không còn một manh giáp nào nữa, đã bị clear hoàn toàn rồi. Clear rất là nhanh đến từ vị trí của VTV. Gần đó thì có sự xuất hiện của team số 16 là VTV Lấm và VTV Đụt ở đây. Họ đã phát hiện vị trí của hai thành viên VTV 9 của team số 5 và họ đang đẩy vào. Có vẻ như họ đẩy vào hay không? Đây là một trong những pha chân trừ, họ đã bỏ gốc cây này. Và Henry cũng như VTV9 thì chưa phát hiện được sự có mặt của team số 16 ở đây.
hai thành viên của Nấm và Đụt thì ôm nhau ở gốc cây này, không biết làm thế nào mà hai người lại đầu nối đầu, đít nối đít thế này. Chả hiểu làm sao cả. Tôi nên nghĩ là hai người nên một chiếc xe Vespa màu hồng ở đây. Tôi nên nghĩ họ nên mở rộng góc thì hay hơn trong tình huống này. Bởi vì các thành viên của team số 5 thì bắn rất là tay to ở đây. Các thành viên của team số 18 đã rời bỏ khu vực bot cam rồi, đẩy vào khu vực đồi của của resort rồi. Đó là những tình huống ke người ở đây thôi. Chưa có giao tranh. Rất làm chán. Chúng ta cùng chuyển cam đến vị trí của các team khác đi. Tôi đang thấy một thính nhảy dù ở đây. Thính nhảy dù combo 3 chép 3 và khẩu súng nào thì tôi chưa biết. Đó là vị trí của VTV 12 và VTV sẹt. Với cái vòng bo này thì chúng ta có thể cũng thấy là các team ít giao tranh hơn khi còn khá là ít người ở đây. Và cô gái của chúng tôi thì đang làm gì đây? Đứng lên sẹt, sẹt đây là sẹt, sẹt đang đứng ở vị trí trên cửa. Và có lẽ rằng cô đang đứng đó để cho anh chàng VTV 12 của mình nhìn vào đáy quần của mình, đáy váy của mình. Tình huống rất là thô thiển đến từ vị trí của VTV sẹt. Đứng lên và nhìn thấy hết. Đứng lên và nhìn thấy hết tất cả mọi thứ ở bên dưới cái váy này. Ôi, em nghĩ là có vẻ như thì sẹt không muốn cho Carter cắt tiếp cái trận này thì phải. Thì sẹt đang bị hở cái háng quần của mình. Và VTV 12 thì ngắm nghía rất là thôi. Cứ nhìn anh thôi, anh ta cứ nhìn thôi. Chắc chắn là những những dòng nước miếng hay đang chảy dài trên môi anh. Và chắc là nó đã ướt hết cả áo rồi. Thậm chí nó ướt xuống tới dưới bụng và dưới đáy quần rồi. Chúng tôi không muốn nhìn ở đây nữa. Ta còn xem vào vị trí của team số 18. Team số 18 này chắc chắn là sẽ sắp đụng độ team số 4 rồi. Có vẻ như thì họ muốn công vào cái ngôi nhà này thôi. Team số 20 cũng sắp đụng độ team số 14 ở đây. Đó là YouTube. Anh Quỳnh phát hiện ra cái gì của team số 16 này không? Tôi đang nhìn thấy một tình huống team số 20 quăng rất là nhiều đạn vàng ở đây anh BCL ạ. Tôi không quan tâm anh đang nói gì nữa rồi, tôi đang ngắm những viên đạn vàng lấp lánh ở đây. có vẻ như thì rốt của chúng ta muốn trồng đạn ở đây. Trồng đạn á anh BCL, trồng đạn này nó sẽ ra một cây đạn đạn 7. Cây đạn 7 rất to và rất dài. Trong khi đó thì team số 14 đó là Oscar bận mình. Oscar đây thôi. Oscar chạy bò. Đang chạy bò. Chúng ta đang bận chạy bò. Và Nhím cũng team số 18 sắp đụng độ rồi. Và Ken chỉ còn lại cho mình là 30% máu mà thôi. Đó là vị trí của VTV 6 và VTV Nim. Tôi rất là trông chờ vào pha combat của VTV 6 ở đây. Bắn rất là màu mè đến được vị trí của VTV 6. Tuy nhiên không được chính xác cho lắm. Tôi lại nhìn thấy những cái tình huống xử lý đến từ anh VTV 6 này. Tôi rất ấn tượng với anh trong cách tâm lần trước. Và lần này tôi lại thêm rất là nhiều pha mãn nhãn đến từ vị trí của VTV 6. Anh có rất nhiều động tác múa làm tôi rất bắn múa rất là tốt đến từ vị trí của VTV 6. Anh chỉ còn cho mình là 20% máu, trong khi địch thì vẫn còn đầy đủ máu. Tôi đang xem cái gì đây? Anh Quỳnh thấy VTV 6 cuốn máu khá chuyên nghiệp nha. Đúng rồi, anh cuốn được tới 100% máu. Có lẽ là anh có rất là nhiều máu, cho nên là anh tận dụng những máu của mình để có thể là giúp mình múa may được tốt hơn. Vâng. Nhờ anh Quỳnh nhắc đến VTV 6 thì tôi mới để ý là VTV 6 cũng tham gia cái cút này. Ở đây ở đây là VTV Khang đang bị Nim chấp chuẩn bị Nim bắn rồi. Tình huống chưa bắn vội đến từ vị trí của Nim và có lẽ là Khang đã phát hiện từ vị trí của Nim rồi. Nim và Khang đang nhìn nhau rất là đắm đuối. Không biết có phải trả thù đến từ vị trí của VTV 6 không hay là Khang đang nhìn đẻo người yêu của VTV 6. Khang đã bị VTV 6 bắn rồi. Một tình huống đánh ghen đến từ vị trí của VTV 6. Anh này bắn rất rất
thôi gắt múa, nhưng tuy nhiên là gắt. Chúng ta cùng chuyển cao đến VTV6. Tôi lại khá nhiều đạn ở đây và bắn tốt lắm từ vị trí của Nim. Khang chỉ còn cho mình là 10% máu mà thôi. Không biết VTV6 có phát hiện vị trí của Khang hay không. Vẫn spam đạn đến từ vị trí của VTV6. Khang của chúng ta đang gặp khó đây khi đang có hai ánh mắt nhìn vào anh. Và vị trí của Khang và Ken đang nằm ngoài bo rồi. Họ chuẩn bị sắp bị bo cắn máu rồi. Họ sẽ làm gì đây? Tôi nghĩ nên có những pha ném sầm ốc và móc đến từ vị trí của Ken cũng như Khang mà thôi. Đẩy thẳng như thế này. Khang và Ken đang không làm gì cả ở đây. Họ không làm gì cả, họ chỉ ngắm nhìn cô gái Nim thôi. Ngắm nhìn và táp tính từ vị trí của Khang. Chưa được chính xác cho lắm. Có vẻ như thì Khang nằm ở đây để cho người đồng đội của mình được chạy vào bò. Trong khi đó thì VTV6 đang nhảy. Ở đấy bắn lộn nút. Ôi, và anh đang múa rất hay luôn. Và một tình huống móc đến từ vị trí Ken. VTV6 có lấy đi được mạng của Ken đấy. Bắn đến từ anh ta phải lắp đạn rồi. VTV6 bắn rất là nhiều đạn, tuy nhiên chưa trúng viên nào cả. Bắn rất nhiều, chưa trúng, vẫn chưa trúng. Và Ken thì đang đổi góc, đang đổi góc đến từ vị trí của Ken. Trong khi đó Khang vẫn rất là chuyên nghiệp, vẫn ngồi một mình gốc cây và ngắm nhìn thế giới, không làm gì cả. Trong khi đó hình Nim thì chỉ còn lại cho mình là 20 máu. Nim đang bị bắn đến từ phía đồi. Họ mãi ngắm nhìn nhau mà không biết rằng VTV12 và VTV2 đã lấy đi được cái mạng của Lim. Đúng rồi, VTV10 và VTV2. Và tôi lại muốn nhìn đây, tôi là VTV6 đã làm được thôi. VTV6, tôi đang nhìn vào VTV6 đây. Ken đang đẩy lên đến được vị trí và Ken đã bắn vào vị trí của VTV6. VTV6 chỉ còn lại cho mình là 20% máu thôi và chỉ còn lại 100 máu. Nó là một máu đến từ vị trí của VTV6. Tuy nhiên là không biết Khang có móc VTV6 không, mà VTV6 thì rất may mắn là Khang đã không móc VTV6 và bắn tốt đến từ vị trí của Oscar, nóc cho mình vị trí của M416. VTV6 vẫn đang thử xin tốt ở đây và 100 máu đến vị trí của VTV6, nhưng kẹp giữa đến từ vị trí của Ken và không xong rồi. Khá đen đến từ vị trí của anh rất tốt và đang có vị trí giao nhau của nấm và đột ở đây. Đột chỉ còn lại cho mình là 100 máu. Đột bị ai bắn ở đây nên có những pha ném smoke và khang nóc cho mình vị trí của VTV10 và clear luôn team của VTV2. Quá tiếc cho VTV10, một cô bé khá xinh nhưng cô ta đã phải làm xuống đến gọng xuống của Khang. Thật tiếc cho Khang mà tôi đang nhìn thấy một khu nhà lẻ ở đây. Tới cả tới 3 team ở đây, anh BCL, đó là VTVB, VTVM416, VTV YouTube, VTV Road, VTV Ojava, VTV7, VTV Henry và VTV9. Rất nhiều VTV ở đây. Và tôi thấy có 4 team ở đây. Mỗi một khu nhà có 4 ngôi nhà lớn và có tới 4 team ở đây. Họ sẽ làm gì trong khu pha tình huống này? 4 nhà đều đang trong bo. Tôi nghĩ rằng các người hàng xóm của tất cả các nhà đây đều là những người không phải dạng vừa đâu, mà là dạng rộng luôn. Và họ là những người hàng xóm tốt của nhau, tuy nhiên Rốt đã chọn giải pháp đó là đi bo sớm. Và họ đang đẩy vào cục đá gần đó rồi. Ozawa biết được, tuy nhiên Ozawa không làm được gì cả. Và Ozawa phải lùi lại cảnh đồng đội của mình, đó là VTV7 mà thôi. Và đang có những tình huống bắn nhau. Ôi, Ken đã bắn vào đụt và đụt đã nóc rồi. Tình huống clear hoàn toàn team của Ken và của đụt và nắm. VTV team số 18 đang thể hiện phong độ rất là tốt. Họ đang có tới 9 kill ở đây. Đúng là như vậy. Liệu có những cái tình huống thả chó đến từ các team ở đây hay không? Và một tình huống đi bo tốt đến từ vị trí của YouTube và Rod. Họ đang đứng trong vòng trắng. Tuy nhiên là VTV B và M416 đang đẩy vào B để còn bị yếu rồi. Bắn tốt đến từ vị trí của B, tuy nhiên mà đổi mạng là khá tốt đi. Carrot còn vị trí của Carrot thôi. Và M416 đã nóc 3 lần rồi và nó 16 để sẽ bị được cứu ngay thôi. Chỉ 100 máu anh ấy đã tái đáy ra quần ở trong tình huống này. VTV9 cũng được VTV7 Cali hoàn toàn team số số mấy, số 5 rồi. Ui, tôi xin lỗi vị trí của Rốt nha. Từ vừa đến giờ, từ đầu cút đến giờ tôi cứ gọi cô ta là Cà Rốt mà thôi. Rốt hay Cà Rốt cũng là một cục thôi. Tròn tròn và dài dài.
Chúng ta vừa rất... nhìn pha vừa lấy vị trí của Bi đi. Bi làm khá tốt. Rất và rất may mắn cho team số 19. Họ nóc nhau, họ cứu rất chống chãi luôn. Tuy nhiên là hai team số 5 và team số 1 bận giao tranh và không để ý tới họ. Rất may mắn cho họ. Tuy nhiên là M416 đã bị bo cắn một xíu rồi. Bạn ôi như là bo quá đẹp cho team số 18 đi. Khi bo luôn ủng hộ họ. Tuy nhiên là bo đẹp cũng không rất là khó nha. Khi mà hai team sẽ đổ vào hai khu team. Vực của họ. Khang và Ken phải chia người ra. Và nếu mà xử lý không tốt thì có thể đó là một tình huống clear rất là nhanh đến từ vị trí của team số 18 mà thôi. Chúng ta đã nhìn thấy những tiếng súng được phát ra từ team số 18 và team số 19 đang bắn nhau rồi. Team... thì là khá yếu đi mà 416. Lại là một tình huống bị rồi. Và clear hoàn toàn team số 19 rồi. Team số 18 đang xử lý tốt trong tình huống này. Và trong tình huống này thì team số 1 của chúng ta đang gặp khó rồi, họ đang ngoài bò. Mà gặp cả hai tay to lứa thì làm gì đây? Maria Gozawa có làm lên cái lịch sử lại cho mình được không? Trong khi đó thì VTV7 của chúng ta đã bị dính đạn rồi nhưng mà không là khá thấm. Có vẻ như anh ta lên cho mình một cái giáp gai ở đây. Kèn bắn đang là khá nhiều ở đây. Những tình huống nhảy đến từ vị trí của Ozawa đã có thêm những tầm nhìn Ken bắn, tuy nhiên là chưa được chính xác cho lắm và chỉ mất cho mình là một máu đến từ vị trí của Ozawa mà thôi. Bò đang thu vào rồi. Chúng ta đã nhìn thấy cái 7 chúng ta đã bị yếu. Tình huống bắn không tâm đến từ vị trí của Ozawa. Tuy nhiên là cover tốt đến từ vị trí của Khan. Ôi Khan đang bị lốc gặp khó rồi. Có vẻ như là Maria Ozawa chúng ta đã sẽ làm lên lịch sử đây. Tuy nhiên là Ken đã xử lý tốt trong tình huống này. VTV7 không cắn máu kịp và top 1 dành cho vị trí của Ken và Khan. Xin chúc mừng hai bạn. Với tổng số kill đây là 12 kill. Con số kỷ lục. Hai vị trí của hai player chúng ta. 12 kill trên tổng số 38 kill. Quá kinh khủng. Wow. Xin chúc mừng các bạn. Rối luôn. Xin chúc mừng em, chúc mừng Khang, chúc mừng Ken. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Win Gaming. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh livestream Win Gaming và sự có mặt của Cutter BCL cũng như Cutter Win. Xin chào và hẹn gặp lại. Sao chưa anh ơi? Ok, anh em mình thôi. Okay. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong cách tâm lần sau cũng như những buổi livestream của mình. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em một buổi tối tốt lành và ngủ ngon.